Nhìn bầu trời kìa các bạn ơi, tin được không, 8 giờ tối bên anh đó. Đó là cú sốc đầu tiên khi mình đi xem Mitoma và đồng đội. Còn đây là bầu trời lúc 9 giờ tối, nhìn chiêu quá phải không các bạn? Phải nói là bầu trời của thành phố Brighton cùng với những chú chim ó biển, cùng với lại mái che của sân vận động tạo nên một khung cảnh không thể nào quên được. Mãi đến khi trận đấu gần kết thúc là 10 giờ tối, lúc này thì mình mới thấy rõ rệt dấu hiệu của mặt trời lặn. Mình sẽ cố gắng review nhiều chi tiết thú vị hơn. Biết đâu một ngày các bạn cũng đi xem ngoại hạng Anh giống như mình và sẽ không bị bất ngờ. Các bạn nhớ bấm like, bấm theo dõi để đón xem những video thú vị tiếp theo nha.